các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tựa game cực kỳ khó, cực kỳ bựa trên hệ hoành iOS. Tựa game có tên là Rolling Sky. Và thật sự mà nói thì game này đã làm cho mình cái khả năng gọi là rất là điên. Vì iPad của mình đập lên đập xuống các thứ rất là mệt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào game. Khi mà ở đây thì Rolling Sky nó có rất là nhiều bàn chơi. Và bàn chơi đầu tiên là bàn chơi dễ nhất rồi. Rõ ràng sau này thì nó sẽ lên khó hơn rất nhiều. Và càng về sau thì âm nhạc nó càng là đau đầu và càng là nguy hiểm. Và bây giờ thì mình sẽ cố gắng là vượt qua thôi. Chơi đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần di chuyển vòng tròn để cho nó nhảy qua được những cái điểm này. Nhảy qua được có nghĩa là chiến thắng. Đấy, bây giờ thì mình đang cố gắng là căn những cái góc di chuyển và những góc nhảy đến từ vòng tròn của mình và chạy với tốc độ khá nhanh. Khi mà ở đây thì rõ ràng là chỉ cần mỗi lần mà nó đổi màu ấy thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có một cái âm nhạc nó khác. Và đây là một cái yếu tố tương tác mà theo như mình nghĩ thì nó rất là bựa dích. Và đù. Ở đây thì rõ ràng là các bạn thấy mình chơi dễ này thôi chứ thực ra là mình có năng khiếu chơi game từ bé nên nó mới được dễ như thế này đấy. Ôi vãi. Rồi. Ôi, cái gì đấy? Đấy, chúng ta có thể thấy là cái cách mà lọc khó chúng ta bằng cách là nó thay đổi cái như kiểu màu sắc ấy. Tại vì là trong cái thời gian mà chúng ta đang bay, đang phiêu, đang bla bla các thứ thì tự nhiên nó đùng phát và chúng ta sẽ không kịp trở tay. Ngoài ra thì mình sẽ ấn vào đây để có thể gọi là quay được lại clip và có thể chia sẻ được cái khả năng chơi bá đạo của mình với bạn bè. Thì ở đây thì rõ ràng là cái khả năng bá đạo của mình thì ai cũng biết rồi. Ai cũng biết là mình chơi game rất là giỏi. Và bây giờ thì mình đang thể hiện cái khả năng chơi giỏi của mình đến mức nào. Đấy, ở đây thì liên tục mình đang cố gắng vượt qua những màn chơi của game. Nói chung là game này nó đẻ ra để có thể thử thách mình mà, nhưng mà không sao. Cái khả năng mà chơi của mình điên đảo thì cái ảo này thì chắc là mình sẽ vượt qua được. Và cái vấn đề vượt qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Các bạn đừng có nhìn mà nó đập hay nó nện mà bạn sợ, các bạn cứ đi thẳng ấy. Tại vì theo nguyên lý của game này là nó sẽ chạm vào tường thì nó mới chết thôi. Rồi, như bạn thấy thì mình đã có hoàn thành 50% và có cái video đây. Chúng ta có thể share lên Twitter cũng như Facebook để có thể chia sẻ với bạn bè. Ngoài ra thì bây giờ ở đây thì mình có thể thử đi đến cái bàn tiếp theo xem nó sẽ khó như thế nào. Thì cái bàn tiếp theo thì theo cấp độ thôi, càng về sau nó càng khó. Ôi dồi ôi, chơi này thì chơi bằng nồi à, khó quá. Rồi bắt đầu lại này, các bạn để ý là nó có mạng nhá, nên đừng có nghĩ là bạn khó mà các bạn nên thử. Đây, chúng ta phải cần thiết đến những cái điểm khớp. Được rồi, thì nói chung ấy thì game này chúng ta nên chơi bình tĩnh thôi. Nếu mà các bạn cứ chơi liên tục các bạn sẽ bị điên, đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ hết bôn. Và làm sao được có bôn thì chúng ta cần thiết phải đợi thời gian nó có thêm. Và bài hướng dẫn là trải nghiệm tựa game Rolling Sky của mình đấy. Tốt rồi, chúc bạn chơi khỏe, xin chào, hẹn gặp lại. I'm not afraid to